Đây là cách tự lo cho mùa hè tự do. Go. Đồng chí em mưa, lấy đồ, lấy đồ, lấy đồ. Cả một năm học thì con mình dành rất nhiều thời gian để đến trường, học rất là nhiều kiến thức và lý thuyết. Và cái điều đó chưa đủ để có thể giúp được cho con mình thành công. Có thể một đứa trẻ học rất giỏi toán ở trường học, tích phân đạo hàm, nhưng khi đứa trẻ bước ra đời thì các con sẽ dùng những điều rất đơn giản để các con có thể kết nối giao tiếp. Và hầu hết nếu như một con người không có một cái thái độ sống tích cực để hòa hợp với những người xung quanh thì dù có tài năng cỡ nào đi chăng nữa thì con cũng không có được một môi trường để kết nối cũng như để tỏa sáng. Bởi vì một đứa trẻ muốn thành công ở ngoài đời thì con cần phải xây dựng cho mình một cái nền tảng. Con cần phải có những cái kỹ năng sống, có những cái phẩm chất cần thiết cũng như là có những cái thói quen tốt, từ đó mới có thể giúp cho con tự tin, trưởng thành và bước vào đời. Do đó người cha mẹ thấu hiểu được điều này nên ngoài cái việc mà cho con học ở trường lớp thì những cái dịp hè giúp cho con hoàn thiện được những kỹ năng của mình, giúp cho con tự lo cho cuộc đời tự do. Hãy cho con trải nghiệm những cái chương trình trại hè, từ đó sẽ giúp cho con được tự lập hơn, con sẽ biết yêu thương nhiều hơn. Và cái điều quan trọng nhất là khi mà con rời khỏi nhà của mình đó thì con sẽ bắt đầu học cái cách làm thế nào để con có thể tự lo, biết cách chăm sóc bản thân, rồi kết nối được với những người xung quanh, không còn bị phụ thuộc vào những người cha mẹ nữa. Điều đó sẽ khiến cho đứa trẻ tự lập hơn, giúp cho các con tự tin hơn thông qua những cái hoạt động trải nghiệm trong cái chương trình trại hè. Mặc dù tôi biết rằng là cái việc học ở trường rất là cực với các con, nhưng thật ra những cái chương trình kỹ năng sống nó không phải là ngồi đó các con nhồi nhét những lý thuyết, mà ở đó con được thể hiện những gì mà con học, con bắt đầu phát huy được cái sự tự tin của mình, cái khả năng kết nối và giao tiếp với những người xung quanh. Thì đó là những cái nền tảng cực kỳ quan trọng để xây dựng ra một cái thái độ sống cũng như là những cái phẩm chất cần thiết để con trở thành một cái người thành công trong cái con đường của con khi con trưởng thành, cũng như trong cái sự nghiệp của con và nghề nghiệp con sau này. Điều thứ hai là hãy cho con được trải nghiệm các chương trình thiện nguyện, và từ đó con bắt đầu biết đồng cảm, biết yêu thương cũng như giúp đỡ được cho nhiều trẻ em ở ngoài kia hơn. Từ đó khi mà con trở về nhà thì chúng ta sẽ thấy cái cách hành xử của con sẽ khác. Con cảm thấy mình quá may mắn so với rất là nhiều người. Và điều tuyệt vời hơn nữa là từ đó con sẽ biết giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Thứ ba, đó chính là hãy cho con học những cái chương trình để phát triển được cái năng khiếu của mình, những cái kỹ năng có thể giúp cho các con phát triển được cái nghề nghiệp của mình, cũng như những thế mạnh trong tương lai, có thể đó chính là cái nghề mà con lựa chọn. Từ đó sẽ giúp cho đứa trẻ ngày càng tự tin hơn, tự lập hơn. Và điều đặc biệt là con sẽ tích cực hơn, con thấy mình sống có ích hơn và thấm đượm được cái tình yêu thương thông qua những hoạt động giúp đỡ và tương tác với những người xung quanh. Hãy giúp cho con hoàn thiện được những kỹ năng của mình, bởi vì tất cả những điều đó nó mới là những yếu tố để giúp cho con có thể bước đi ra ngoài đời. Hãy giúp cho con hoàn thiện được những kỹ năng của mình, giúp cho con tự lo cho cuộc đời tự do.